Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục đã tăng nhẹ quý vị và các bạn nhé. Hiện tại tăng gần 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,19%. Hiện tại thì đang giao dịch quanh ngưỡng 1960 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1956,38 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1962,94 đô la Mỹ trên ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,18%, hiện tại đang giao dịch ở mức 98,594 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,13%, hiện tại đang giao dịch ở mức 44.082,63 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại thì giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,34%, giao dịch ở mức 2,367% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, tăng 0,520 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 0,47%. Thời điểm này thì mỗi thùng dầu thô đang có mức giá là 111,750 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục tăng cao trước những lo ngại liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đẩy giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch rạng sáng ngày 25 tháng 3 giờ Việt Nam. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng 26,7 USD lên mức 1.964 USD. Vàng giao ngay giao dịch lần cuối ở mức 1.958,9 đô mỗi ounce, tăng 12,6 đô mỗi ounce so với ngày trước đó. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài một tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhu cầu trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư vào thị trường kim loại quý cũng vì thế vẫn ở mức cao. Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo NATO và EU tại trụ sở NATO ở Brussels để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoài nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, yếu tố lạm phát vẫn đang tác động đến thị trường. Từ trước đến nay, lạm phát gia tăng luôn là xu hướng tăng giá đối với thị trường kim loại. Lợi suất trái phiếu toàn cầu đã tăng mạnh thời gian gần đây với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. Đường cong lợi suất, một trong những thước đo phổ biến về tình trạng kinh tế kỳ hạn 2 năm và 10 năm của Mỹ đang có dấu hiệu đảo ngược. Điều này báo hiệu một cuộc suy thoái kinh tế của quốc gia này. Các thị trường quan trọng khác chứng kiến giá dầu thô NYMEX giảm và giao dịch quanh mức 112 USD mỗi thùng, chỉ số US Dollar Index ổn định hơn. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ hiện có lãi suất 2,3%. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày 25 tháng 3 giờ Việt Nam niêm yết tại Kitco là 1.958,3 đô mỗi ounce, tương đương khoảng 54,3 triệu đồng mỗi lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều trong xu hướng tăng quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.840.000 đồng, bán ra 6.910.000 đồng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.840.000 đồng, bán ra 6.912.000 đồng, tăng 20.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.840.000 đồng, bán ra 6.912.000 đồng, tăng 20.000 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.850.000 đồng, bán ra 6.920.000 đồng, tăng 30.000 đồng ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.850.000 đồng, bán ra 6.920.000 đồng, tăng 34.000 đồng ở chiều mua vào, 30.000 đồng ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.800.000 đồng, bán ra 6.890.000 đồng. Doji Hà Nội mua vào 6.810.000 đồng, bán ra 6.885.000 đồng. Phú Quý SJC
mua vào 6.820.000, bán ra 6.905.000, tăng 20.000 ở chưa mua vào, 25.000 ở chưa bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.801.000, bán ra 6.879.000. Mi Hồng SCC mua vào 6.865.000, bán ra 6.935.000, tăng 15.000 ở chưa mua vào và chưa bán. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.855.000, bán ra 6.905.000, tăng 15.000 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.870.000, bán ra 6.990.000, tăng 30.000 ở chưa mua vào, 80.000 ở chưa bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.810.000, bán ra 6.885.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.820.000, bán ra 6.892.000. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Ở thời hiện tại, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác tiếp tục tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng trong khoảng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.840.000, bán ra 6.912.000. SJC Cà Mau mua vào 6.840.000, bán ra 6.912.000. SJC Huế mua vào 6.837.000, bán ra 6.913.000. SJC Bình Phước mua vào 6.838.000, bán ra 6.912.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.840.000, bán ra 6.910.000. SJC Miền Tây mua vào 6.840.000, bán ra 6.910.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.840.000, bán ra 6.910.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.842.000, bán ra 6.915.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.840.000, bán ra 6.912.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.838.000, bán ra 6.912.000. SJC Phan Rang mua vào 6.838.000, bán ra 6.912.000. SJC Hạ Long mua vào 6.838.000, bán ra 6.912.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.838.000, bán ra 6.912.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm hiện tại thì giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục xu hướng tăng. Hiện tại tăng trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên mỗi lượng, hay là trong khoảng 8.300 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.535.000, bán ra 5.635.000, tăng 20.000 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.515.000, bán ra 5.595.000, tăng 20.000 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Vàng 24K mua vào 5.409.6 nghìn, bán ra 5.539.6 nghìn, tăng 19.800 ở chưa mua vào và chưa bán. Vàng 18K mua vào 4.011.7 nghìn, bán ra 4.211.7 nghìn, tăng 15.000 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Vàng 14K mua vào 3.077.2 nghìn, bán ra 3.277.2 nghìn, tăng 11.600 ở chưa mua vào và chưa bán ra. Vàng 10K mua vào 2.148.3 nghìn, bán ra 2.348.3 nghìn, tăng 8.300 ở chưa mua vào và chưa bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin.